Đây là video thứ hai hướng dẫn xem mình một môn Angula. Ở video trước thầy đã hướng dẫn em tạo database, tạo ứng dụng Node.js, tạo các cái API để request từ client lên. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện tới phía client với Angular. Ở phía server chúng ta đã viết bằng Node.js các API cần thiết request lên server để lấy dữ liệu. Bây giờ ở phía client chúng ta sử dụng Angular để tạo layout, tạo các component, routing, interface vân vân để request lên mấy API này rồi trình bày dữ liệu ra ha. Tạo project Angular, chúng ta sẽ chạy lệnh này để tạo ra một cái project ng new assignment 1 Angular routing default. Kể cho các chức năng routing được ấn định sẵn, các cái thông số khác là mặc định. Chúng ta vô cái chỗ nào đó tạo project Angular. Tên folder này mấy em đặt tên gì cũng được, theo tên thầy gợi ý cũng được. Sao no ha. Sau khi tạo xong chúng ta nhúng Bootstrap vào cái file index của nó. Mấy em có thể lấy Bootstrap từ chỗ này, getbootstrap.com đắp rồi download, rồi có link đây, copy hai cái link này bỏ vô hai chỗ CDN này, copy ở đây ha, bỏ vô cái ứng dụng. Rồi chúng ta tiến hành tạo layout để chúng ta chạy xong cái này cái đây. Cái tạo project Angular nó hơi lòng bởi vì các cái file khá lớn, nhưng khi build ra thì nó nhỏ xíu, không có lớn là lượng lọt. Rồi xong rồi đó ha, chuyển vào folder sẽ bên Angular là server, chạy ứng dụng luôn. Rồi xong, ứng dụng mới tạo ra nó vậy ha. Giờ mình mà mở Visual Code lên, mở folder Angular mình mới tạo ra. Vào src index.html trong cái tag head này chúng ta bắt vô Bootstrap để chúng ta sẽ định dạng theo mấy cái integrity này, anonymous này mình có thể bỏ đi cho nó gọn, không để đấy luôn từ không sao. Rồi vậy là chúng ta đã nhúng Bootstrap vô. Rồi vậy chúng ta tạo layout ở đâu? Không phải tag embed này đâu. Vô ABB, ABB HTML ha, file này. Xóa hết đi. Đó. Chúng ta viết lại cái code mới. Chúng ta sẽ tạo một layout đơn giản như thế này, có thành header, thành menu, cột nội dung chính, cột nội dung thông tin bổ sung, footer. Đây ha. Chúng ta bỏ vô đây. Đó. Tắt này cái tên là thanh menu, tắt này cái tên là break room, tắt men chúng ta chia làm hai cái con,
Tico chứ nội dung chính là con chính thằng Akshay, chúng ta cho con ba nhỏ nhỏ thôi, màu nền nó xanh ha, nhạt nhạt một chút. Thằng này tên là cột trái, một thằng tên là cột phải. Đặt ID chi á, nếu cần mình tiêu xuất không cần không, hoặc là mình có thể dùng nó để định dạng. Rồi mình tạm cho thanh menu này cao 60 đi ha, hit cái này coi như là header đó. Thanh menu rồi kế phía dưới red group cho nó cao khoảng 45 nhỏ nhỏ thôi. Rồi qua đây coi thử, đây nó nè ha. Rồi làm đơn giản thôi, mấy em có thể định dạng lại, chỉnh thêm số cột, đổi qua cột trái cột phải được thoải mái. Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì nữa? Chúng ta sẽ tạo thành menu ha. Chúng ta tạo thành menu. Dạo này ba có việc quét mẫu rồi bắt vào thanh menu đó, rồi sau đó mình sửa lại là quản lý dự án, bảng điều khiển, giới thiệu. Rồi để thầy làm em không vô bút ra cuộn xuống bên cột trái tới cái chỗ này ba, đây bấm vô, rồi bấm này copy ở đây là thanh menu nè, thấy không, copy rồi bắt vô cái tắt này có tên là thanh menu này, nhấp cái đây nè, enter số bắt ra đó, lưu lại một cái được qua đây mình thấy liền thanh menu của mình đã được kéo đây rồi nè, thấy không đó. Cái định dạng này có được là nhờ Bootstrap, chúng ta đã nhúng vào rồi. Bây giờ chỉnh sửa là tiếng Việt một chút, quản lý dự án trong này ba brand, bảng điều khiển này link, chúng ta sửa lại tí xíu nha. Đây quản lý dự án nè, bảng điều khiển việc quá tí xíu. Rồi tắt link này, chúng ta sẽ đổi thành giới thiệu, giới thiệu rồi một cái nữa là quản lý dự án, rồi thêm dự án, danh sách dự án ha, drop down này là quản lý dự án này, cái này là thêm dự án này, danh sách dự án này. Đó, hai cái dưới này bỏ. Quản lý dự án nhấp vô đây cái nó sổ ra hai cái này, đây là tắt lệ nè, coi lại bớt đi ha, rồi copy cái lần lệ này, enter một cái bắt ra, enter một cái nó bắt ra nữa đó. Quản lý dự án, quản lý dự án một cái trên mình đọc. Cái này đóng rồi ha, cái thứ hai này sẽ là quản lý nhân viên. Thêm nhân viên, danh sách nhân viên, thành viên trong dự án, quản lý task, thêm task, danh sách task, rồi cái gì đây đi server này bỏ. Cái này có thể sửa thành chữ, cái này nếu thích thì mấy em có thể bỏ luôn cái form này, cũng để thì để tùy ha, để thì sửa lại tùy. Cái này sửa thành từ khóa, mấy cái area label này có thể bỏ. Rồi vậy là cái menu chúng ta tạm làm như thế, qua đây coi thử. Rồi quản lý dự án là thêm danh sách nhân viên, thêm danh sách,
đi tác tìm kiếm thấy không? Đây là thanh này thứ nhất, room thứ hai để hiển thông tin thêm gì là tùy. Nội dung chính sẽ là sẽ để ở đây tắt article, thông tin bổ sung ở đây footer như này. Rồi menu chúng ta làm tổng vậy ha. Tiếp theo chúng ta tạo các cái interface. Interface là gì? Chúng ta khai báo cái này là chúng ta trong Angular đó, chúng ta lập trình cho là viết bằng ngôn ngữ TypeScript. Mấy cái này là ngôn ngữ TypeScript đó ha. Khai báo ra cấu trúc dữ liệu cho các cái biến dự án nhân viên tác, rồi tạo ra. Bây giờ cái màn hình này đang chạy Angular thì chúng ta không có đóng được, chúng ta vô Explorer, vô folder Angular, mở thêm một cái command line nữa ha, rồi tạo interface y dự án hai chữ này chữ qua ha, để chờ gì cho nó ra, nó có gạch ngang ở giữa này cho đẹp. Interface nó bắt đầu bằng chữ y, để lúc mình nhìn vô đó mình biết đó là interface. Tại interface nó mô tả một nhân viên có tên là y nhân viên, ng generate interface, có thể ghi tắt chữ này thành chữ y thôi cũng được, cái này là chữ g thôi cũng được. Tạo interface nhân viên, mấy em có bao nhiêu cái cấu trúc, cái biến mà có cấu trúc thì mình tạo với nhiêu interface để mô tả đó. Làm vậy thì lập trình nó chặt chẽ hơn ha. Ở đây mình có ba thứ, từ từ mình sẽ phát triển thêm dự án nhân viên và task. Tạo xong thì chúng ta sẽ thấy nó trong folder ABB thế nè, y dự án, y nhân viên, y task ha. Vô đây thì nó chưa có gì hết, nó đợi mình khai báo cấu trúc đó. À, giờ mình khai báo cấu trúc thôi. Interface dự án, chúng ta sẽ khai báo thông tin của một cái dự án là như thế nào. Cái này chúng ta gõ mô tả cái cấu trúc trong database của một cái dự án chúng ta đã tạo trong cái bảng dự án, nó có ID, tên dự án, ngày start, tiền, leader, thành viên. Rồi cái này có thể giống hệt như tên field trong bảng hoặc khác tí cũng được, không sao ha, tùy. Đại khái là một dự án nó có những thông tin gì thì mình phải khai báo ra trong cho Angular nó biết, để nếu mình có sai sót gì đó, thiếu gì đó thì nó báo lỗi cho. Rồi tiếp theo là interface y nhân viên, mỗi nhân viên nó có những thông tin gì mình khai báo trong interface này, ID, họ, tên, ngày, phái, khu vực. Tiếp theo là interface để mô tả một cái task, một cái task thì nó có những cái thông tin gì, gõ vô nha, đừng xin code thầy nha, em mới cho đâu. ID, kiểu number, tên task, kiểu string mô tả, kiểu string dự án, ID, kiểu number nhân viên, ID, kiểu number priority và status. Rồi khai báo xong chúng ta sẽ tạo ra các cái component trang chủ nè, component danh sách các clip gì các cái dự án này, component để hiện ra cái form thêm dự án này, sửa dự án này, danh sách task này, thêm task này, sửa task này, nhân viên hiện danh sách nhân viên này, thêm nhân viên này, sửa nhân viên này, giờ component not found đó. Chúng ta sẽ tạo khá nhiều component ha. ng generate component home, component danh sách dự án chúng ta phải tạo ra là cái thứ hai, có chữ ng chữ qua ha, thì có chữ qua thì nó biến thành chữ thường và nó có dấu gạch ở đây cho nó đẹp để mình dễ đặt. Dự án thêm kịch chữ t qua để biến thành t thường và có dấu gạch ha, rất đẹp. Dự án sửa ng generate component dự án sửa kịch đó, ng generate component path list là hiện danh sách các task. Chúng ta tạo component để chúng ta sẽ lập trình trong chúng. Task thêm đó,
Tiếp theo là tạt sữa. Good. Tiếp theo là nhân viên list. Tiếp theo là nhân viên thêm. Tiếp theo là nhân viên sửa. Tiếp theo là not found 11 cái. Chỉ ép qua luôn ha, để cho nó biến thành vậy cho nó đẹp. Rồi. Trong khi tạo xong, chúng ta nhìn vô ABB này quá trời các mỗi command đang là một cái folder có nhiều file trong đó. Bây giờ chúng ta routing. Mở ABB root, khai báo router outlet vào. ABB component, cái chỗ tạo layout hồi nãy nè, cái chỗ này là cái chỗ và diện tích rất là lớn nè, article đó. Thấy không, chỗ này enter một cái bỏ vô router outlet đó. Chúng ta đánh dấu cái chỗ này chi vậy, để các cái component chúng ta sẽ được Angular lấy nó bỏ vô cái chỗ này. Router outlet là cái chỗ mà Angular nó sẽ nhúng các cái component vào đây. Chúng ta đã tạo ra có một component này là home, nhân viên sửa, nhân viên thêm đó, thì Angular sẽ nhét vào đây router outlet ha. Trong layout chúng ta để một lần một chỗ này thôi, cái chỗ mà có diện tích lớn nhất chúng ta sẽ gõ này vô router outlet, có dấu gạch ở giữa nha. Tiếp theo khai báo các cái đường root trong ABB root, khai báo nè, đường path rộng sẽ hiện component home, đường path là dự án, dự gạch án sẽ cho component dự án list hiện ra ha. Rồi bây giờ mở cái file root đây, ABB root nè, thấy không, chỗ này bây giờ cái biến root này chưa có gì hết nè, nhấp vô cái dấu hoặc vuông ở giữa này, enter một cái rồi bắt đầu khai báo, mở vô bật móc, đóng vô bật móc, bát hai chấm bằng rỗng ha, được bát rỗng tăng chủ nè. Chúng ta cho cái component, chúng ta chỉ cần có chữ C O thôi, rồi đè control gõ phím spacebar, phím khoảng trắng đó. Đó, nó liệt kê ra vậy, mình enter ở đây luôn, hai chấm y chữ H O, rồi đè control gõ phím spacebar thì nó hiện ra cái gợi ý. Chúng ta enter ngay cái chỗ home component đó, thì trên đây xuất hiện thêm một cái dòng nó nhúng cái component home, nhưng đáng lẽ là mình phải gõ cái này rồi mình mới gõ được cái này. Nhưng khi mình gõ component home trên đây nó thấy mình chưa import vô thì Angular nó điền dùm qua, thì Visual Code nó điền dùm rất tiện ha. Rồi title hay là thanh title, thanh tiêu đề mình muốn gì, danh sách của ghi trang chủ hay là ghi quản lý dự án thì phải. Sau đây chúng ta bẫy một cái xuống ghi dòng thứ hai, bắt hai chấm nháy dự gạch án. Đường bắt này mình khai báo là như thế nào là tùy, cái đường bắt của trang chủ lúc nào cũng là rộng vậy ha, giống nháy nháy. Component nào sẽ hiện ra đây, gõ đây để control gõ phím spacebar, nó hiện ra cái gợi ý enter đó. Chúng ta so cái component là dự án list thì nó trên đây nó có luôn mà, rất tiện ha. Thanh tiêu đề của mình, cái tiêu đề của trình duyệt sẽ là danh sách dự án đó. Tệ. Rồi nó không muốn viết nữa là biến viết nó thì copy paste, copy cái dòng này ra, enter 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 enter, dự án thêm dự án sửa nữa ha, dự án rồi sẽ thêm cái đường dẫn này mình khai báo lại gì tùy mình, đường hồi mình dùng nữa. Dự án
thêm. Thêm dự án. Đó. Dự án sửa. Dự án sửa thì phải có ID không ta? ID ha, có tham số ID ha. Sửa là phải có ID, ID của cái cần sửa. Bao giờ cũng vậy. Chỗ này chúng ta xóa đi. Dự án để có cho spacebar. Dự án sửa đây ha. Sửa dự án hay là cập nhật dự án gì đó tùy, dùng từ nào cũng được đó. Danh sách dự án, thêm dự án, sửa dự án. Xóa thì không cần cái đường root nữa, xóa thì mình chỉ cần viết cái đường root gọi, ủa mình viết cái lời gọi hàng mình xóa thôi, không sao. Rồi bây giờ nhân viên, nhân viên đó, đường quá là nhân viên, dịch dưới nhân viên ha, chúng ta sẽ cho nhân viên list hiện ra. Gạch dưới này gạch dưới đi, sửa gạch dưới hết đi ha, ra thống nhất nha. Đó, gạch dưới nha, dự án gạch dưới. Nhân viên chúng ta cho cái list nhân nhân viên list. À, thì mình gõ đây nó trên đây nó hiện thì đúng rồi, danh sách nhân viên như là employee cũng được, dùng từ nào cũng được. Nhân viên sẽ thêm, chúng ta chỗ này chúng ta xóa này đi, hai bằng thêm danh sách thêm nhân viên sửa nữa ha, nhân viên sửa sửa hay cập nhật gì đó tùy. Tiếp theo chúng ta có copy bài này ra nữa làm cái tab. Tab khơi khơi như thế này thì chúng ta sẽ cho component tab list. Rồi đây nó có gì là đúng rồi, danh sách cái tab. Tab thêm thì chỗ này chúng ta ghi là tab để control spacebar, tab thêm nhân viên trở thành tab sửa tên tab sửa và đừng bát nữa. Cái này chúng ta cho cái component node 2 chấm ha, node file title dạ. Chúng ta ghi định nghĩa các cái đường root cho các cái chức năng. Root này khai báo là gì là tùy mình thôi. Rồi mình sử dụng nó để link tới. Khai báo xong chúng ta làm gì nữa? Trở lại cái component ABB, chúng ta import router module và router link vào ha. Trở lại ABB, đóng bớt nhiều quá mấy em nhấn lúc phải đây, close all, đóng hết để mở lại, chứ không phải mở nhiều file quá mình rất là khó tìm nha. ABB nè, chứ em nhìn vô đây
để biết cái file TypeScript dấu hiệu là TS màu xanh. Cái trang HTML icon là nhỏ hơn, lớn hơn, đó. Bây giờ trở lại đây, chúng ta sẽ import một số thứ cần thiết. Chỗ này mình ghi là worker, để control lỗi phím spacebar nè, module nè, thấy không, thấy module không, enter một cái trên đây nó điền thêm là tốt. Router link đó, nó điền thêm này tốt từ Angular Router. Đây là một cái module định tuyến của Angular có sẵn, mình chỉ cần import vô mình xài thôi nha. Đừng quên mấy này. Rồi bây giờ mình link tới những cái đường path này. Mình một chút nữa mình gỡ cái này, nó không có lỗi là nhờ import ở trên này có rồi đó nha. Muốn dùng cái nào thì trong cái file TypeScript mình import nó vô, rồi trong view mình mới xài được. Rồi cái chỗ bảng điều khiển mình link tới dấu sẹt, sẹt ngoài sao này không có gì hết, là rỗng, đường path này rỗng là nó khớp với cái này đó. Này kia thêm dự án thì đừng rút tơ lên rồi thêm hát rep, mình vẫn cứ giữ nguyên rút tơ lên này là cái mà Angular nó sẽ xài. Rồi bây giờ mở Angular, mở cái file layout lên Angular component html tới cái chỗ quản điều khiển đó, trang chủ chỗ này mình ghi là router link và chữ qua ha, bằng xem thêm dự án đây cách ra router link bằng sẽ giữ cái dự án sẽ thêm danh sách dự án thì là router link danh dự án xem dự án là gì được rồi. Tiếp tục thêm nhân viên đây kịch router link bằng nhân viên xem thêm người sai nè. Router link nhân viên thôi. Đó. Tiếp theo thêm nha, ghi vô đúng tới tắt cách ra router link bằng tab sẽ thêm nên sách tab thì là router link là qua nha sẽ tab. Rồi xong, tạo link xong, bây giờ kêu test. Test sao qua đây coi, rồi bấm quản lý dự án này, danh sách dự án là theo dự án list thêm, rồi dự án thêm đúng, thêm nhân viên, nhân viên thêm, nhân viên danh sách nhân viên nè, quản lý task thêm tab nè, tab thêm đúng, danh sách tab tab list à, đúng rồi đó ha, không chạy đúng hết rồi đó. Mình gõ cái gì đó ở đây chỉnh nè, em thấy khi cái này nó thay đổi mà cái này không có thay đổi, nguyên cái trang không có nạp là chỉ có cái chỗ này nó thay đổi thôi mà rất là hay, Angular hay lắm đó nha. Rồi bây giờ thực hiện nội dung các cái component danh sách dự án mình làm trước nha. Lấy danh sách dự án mình gọi lên cái Node.js, Node.js mình phải chạy trước nha, để làm thực hiện cái này thì Node.js mình phải chạy vô cái folder Node.js đó, mình gõ cái lệnh Node.mon index để chạy ha, nếu chạy rồi thì thôi đừng có mở thêm nữa.
nếu mở hai ba cửa sổ nó xì hết thì có chừng đụng bọt, đụng bọt. Ví dụ nó xì hết đã chạy rồi, mấy em vô đây mấy em chạy thêm cái nữa, not more index chấm gs nữa thì nó báo đụng bọt nè, ha, bọt 3.000 đã xài rồi. Đó. Thật sự đã dùng rồi. Nếu mà em thấy có báo lỗi mà khi chạy nó sẽ mà báo lỗi như vậy tức là đụng bọt, bọt nó sẽ chạy rồi thì thôi đừng chạy nữa. Đó, thì trong cửa sổ Common Line của mình đang có một cửa sổ là chạy nó sẽ một cửa sổ là chạy Angular. Đó, mình đừng tóc đừng đóng hai cái này ha, lỡ đóng rồi thì vô phải mà phải start lại. Bọt 4.2 cũng vậy, đã chạy một cửa sổ rồi mà mở thêm cửa sổ nữa mà chạy nữa thì nó báo lỗi. Vậy là đang chạy Angular đó. Nếu mà em mở thêm một cửa sổ nữa để chạy Angular thì chuyện gì xảy ra trong cái folder Angular này? ng new ng serve thì nó cũng sẽ báo lỗi, nó nói đã dùng rồi, thấy không? Mình muốn dùng bọt khác hay không? Nếu thấy vậy là biết là mình đã xài rồi, mình tắt cái này đi. Mấy em đang mở nó lên à, trong Command Line rồi. Một cửa sổ đang chạy như máy thầy nè, một cửa sổ đang chạy Node.js, một cửa sổ đang chạy Angular, một cửa sổ thì tạo Command này Command kia trong Angular. Đó. Cái này thì có thể đóng, hai cái kia là không có đóng. Ha. Bây giờ thì mình sẽ viết trong Angular những cái lệnh cần thiết đi request lên Node.js. Đó. Danh sách dự án sẽ lấy sẽ gọi là Node.js để hiện ra như thế này. Chúng ta sẽ làm sao? Đầu tiên là mở cái dự án danh sách list lên để chúng ta import common module, import interface dự án vào. Đóng bớt những gì cũng cần thiết lại ha. Chỉ đóng hết lại đi. Thì bây giờ mở lại dự án list component TypeScript. Chúng ta import common module. Hầu như chúng ta sẽ dùng cái module này rất là nhiều, common module. Đó, chúng ta import nó vô đây thì trên đây nó điền sẵn với mình luôn. Đáng lẽ mình phải viết này đó. Được chưa? Import interface y dự án vô. Gõ id u rồi đè control gõ phím khoảng trắng. Rồi còn trên gửi khoảng trắng thì nó gợi ý cho mình nè. Enter một cái thì nó điền luôn đây. Tiện, rất là tiện. Chưa? Chúng ta import interface dự án. Rồi, tiếp theo chúng ta khai báo cái biến list dự án. Kiểu dữ liệu là y dự án. Cái mảng, các cái dự án. Cái mảng nè. Đó, khai báo các cái dòng kìa. ID tên dự án, ngày sạc, tiền, leader, thành viên. Đó. Cái này vô nhé. Đó. Rồi đâu? Dưới đây nè. Trong class dự án lead nè. Bắt vô. Mục đích chúng ta khai báo về để chúng ta có cái mà chúng ta hiện ở ngoài view nha. Mấy em có thể xuống hàng nếu mấy em thích. Dài quá thì mình xuống hàng. Xuống hàng, mỗi cái xuống hàng cũng được đó. Cho nó tiện mình coi nha. Đó, vậy đó. Rồi, một cái dự án, hai dự án, ba dự án, bốn dự án. Mấy dự án khác mình xuống hàng tương tự. Nếu đi dài quá, mấy em bấm vô đây. Còn đó, có biến này rồi. Kiểu dữ liệu ở đây. Ở đây mỗi dự án mình khai báo những cái thông tin gì mà ở đây mình khai báo mà thiếu á, nó sẽ báo lỗi cho mình biết nha. Đó.
À, ví dụ mình gõ thử sai này, nó gạch liền cái luôn à, để mình sửa lại cho nó đúng. Rồi khai báo cái mảng nó xong, mấy này mấy em bịa đại đi, không nhất thiết giống hệt như này nha. Còn bây giờ mình hiển nó ra thử trong cái view, cái file dự án list HTML này. Mình tạo cái table trong đây, dự án list HTML này ha, cái file mà có hai kênh mà cầm cả mòn ngầm đây này, xóa hết đi gửi vô. Chúng ta tạo ra một cái table class là table table border, tức là cho cái table này có đường viền. Đây là những cái class của Bootstrap. Border là border primary, tức là đường table này sẽ có đường viền màu xanh. Rồi chúng ta khai báo một cái tag caption canh phía trên nền màu cam, betty trên dưới trái phải làm mức độ 1, tức là 5 pixel, không không quay bold chữ này màu chữ đậm ha. Chỗ này mình sẽ ghi bottom nếu chữ caption nằm phía dưới, nhưng mà thường để top cho nó đẹp. Đây là những cái lát của Bootstrap. Tiếp theo chúng ta định nghĩa ra một cái dòng đó, một cái tr trong đây, 1 2 3 4, 4 dòng, 4 ô ha. Rồi mình coi thử là được chưa, quản dự án, danh sách dự án này đó, màu cam là chữ đậm nè, thấy không, dòng thứ hai là dòng tiêu đề nè ha. Chỉ tiền là tại sao nó sát cạnh phải, mình cho test n là cạnh phải đó. Tiếp theo chúng ta cho hiện các cái dòng rồi đây, ngay dưới tr này lập qua cái biến list dự án mà chúng ta mới định nghĩa trong này nè. Chúng ta định nghĩa một cái mảng các cái dự án sao ng for let, biến này chúng ta đặt lại dự án ốp biết gì, từng phần tử của mảng này nó bỏ vô biết này. Rồi mình hiện ra tên ngày start, định dạng ngày tháng năm ha, dạng tiền, dạng số, có thêm chữ Việt Lâm Đồng phía sau cho nó đẹp, chữ kênh phải luôn đó. Chúng ta dùng ng for ở đây, do đó bên này chúng ta phải có inbox này vô, chứ không có inbox này vô nó báo lỗi. Chạy lên cho ta thấy nó ra, em thấy chưa đó. Nếu muốn cho nó bự bự một chút, chỗ này chúng ta có thể cho lát b là 2, mấy ô này cũng lát b2 luôn. B2 tức là mức độ 2, bedding mức độ 2, bedding mức độ 2 tức là 10 pixel trong bút. Cái này cũng vậy luôn ha. Trên dưới trái phải là 10 pixel. Rồi bây giờ xóa cái biến đi, xóa nó rộng. Rồi trong cái hàm ng on init mình sẽ phát lên cái nó gì ha. Đó. Bây giờ chúng ta trở lại qua cái bên component này, cái biến này mấy em xóa luôn, dữ liệu trong nó xóa đi. Chiều lại cái mảng rỗng vậy thôi, xóa vậy xong thì tất nhiên không còn gì hết, ở đây không còn gì hết, đúng rồi ha. Bây giờ chúng ta ghi ng on init, cái từ nghĩa hàm đi,
Hôm nay trở về ông có gì không? Trong đây chúng ta sẽ làm gì? Phát lên nó xìa http 2 chấm sẹt sẹt localhost 2.3000 sẹt giữ rồi khi mà dữ liệu về tới chúng ta lưu cái response nó vô bitrate rồi chúng ta đổi cái body đó thành dạng json. Khi đổ xong chúng ta ghi đen hay báo biết data để nhận lấy cái dữ liệu đó, dữ liệu từ cái json này đổ ra này vô biến này ha. Rồi bây giờ chúng ta gắn này vô this chấm viết diễn bằng data đó. Thì quay coi thử này nó ra rồi. Chúng ta lấy nó sẽ hết về hiển thị đó, bên nó sẽ hết này mà mình ngưng một cách, mình stop cái này một cách, còn trên C ngắt này một cách nó chạy hết được rồi, không còn ra gì nữa đó. Chạy lại nó sẽ hết. Thì qua đây nạp lại chúng ta coi, chúng ta thấy thấy chưa? Ở đây chúng ta request lên, đây là cái đường path API mà hồi nãy chúng ta đã tạo ra ở video trước, chúng ta đã tạo ra. Thì mở lại cái Node.js chúng ta đã làm ở trong video trước nè. Đây, Node.js đây ha. Được bắt nó dự án này nào. Đó, chúng ta là select, chúng ta đổ dữ liệu về ở dưới mới nhận được đó. Ở đây chúng ta cố tình chúng ta ghi sai tên field sai thì chúng ta nhận đây được không? Không được, không có ra gì hết ha. Đó, sửa lại cho đúng để ta chạy này. Bên Angola chúng ta chạy nó ra đó. Chúng ta đã làm xong cái syntax dự án, lấy từ nó sẽ hết về cho ta hiện. Danh sách nhân viên thì tương tự vậy thôi, chúng ta cũng mở cái list nhân viên lên, thêm cái command import cái ID nhân viên vô. Chúng ta làm tương tự ha. Đóng lại danh sách dự án xong rồi, bây giờ tới danh sách nhân viên là nhân viên list nè. Mở command lên nữa, đầu tiên là vô cái chỗ import này ghi command. Trên này nó có một cái gì là đúng rồi. Tiếp theo chúng ta khai báo lại một cái mảng tên là list nhân viên, kiểu là interface nhân viên, rồi bìa đại dài dòng dữ liệu, để khi có cái mà chúng ta hiện ra trong component, cái này ghi một abc gì đó cũng được ha. Ở đây thì khai báo ba nhân viên, mấy em gõ mấy cái cũng được, ID 2, 3 gì đó thì chúng ta sẽ bỏ này. Bây giờ mượn nó để mà hiển thị dữ liệu trước cái này. Tại sao nó gặp nó này? Bởi vì trên đây chúng ta chưa import cái interface nhân viên vô. Y nhân viên import vô này thì này nó hiểu nha. Mỗi nhân viên có ai là hoặc móc nè, rồi khai báo họ, ID, họ tên, ngày sinh, cái khu vực đó, dấu phẩy, rồi nhân viên thứ hai, nhân viên thứ ba, mấy cái cũng được. Rồi chúng ta có này chi vậy, cái gán vậy chi vậy, để chúng ta mượn nó cho nó hiện ở ngoài view. Vô đây xóa này đi ha, và có thể bồ giống như hồi nãy vậy đó, giống bên dự án vậy đó, tạo có thể bồ rồi. Trong có thể bồ này chúng ta tạo caption cái nhãn đó.
Nếu thích thì có thể xuống hàng dài quá xuống hàng. Màu cam ha. Cái tiền trên dưới cái phải là 10 bi, 5 bi xèo. Mức độ 1 là 5 bi xèo, chữ đậm. Rồi chúng ta tạo một cái dòng. Có 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 ô. ID, họ tên, ngày sinh, phái và khu vực. Qua đây coi thử. Quản lý nhân viên, danh sách nhân viên nó ra nè, thấy không? Mấy em định dạng thêm cho đẹp nhé. Tiếp theo, chúng ta sẽ lập cái mảng mà chúng ta mới khai báo. Đây, lập qua cái mảng list nhân viên. Sao ng for let nv of list nhân viên. Từng phần tử của mảng này nó bỏ vô biến này để rồi mình sẽ hiện ra trong từng ô. Dưới đây những cái thuộc tính ID, tên, ngày sinh, phái, khu vực. Giờ qua đây coi thì chúng ta thấy gì? Nếu khoảng cách này mình thấy nhỏ quá thì mình có thể cho bidding 2 vô. Đó, bidding 2 vô. Thực ra chỉ cần một cái bidding 2 là mấy ô, một ô bidding 2, mấy ô kia bidding 2 đều hết. Đó, nó cao lên rồi đó. Cái này mình ba cái này đâu ra, đào kho báo, đào được vàng mai tới đâu ra, bên đây nè. Đó, bây giờ xóa đi, giờ nó ngắn rỗng thôi. Chúng ta xóa xong, giờ là ngắn rỗng thì qua đây không còn gì trên mục tiêu trên rồi. Chúng ta dọt lên server, chúng ta lấy về ha. FNG on init, đây là một cái sự kiện nó xảy ra một lần. Lúc component mới vừa khởi tạo, ng init, những gì chúng ta ghi đây nó chạy một lần lúc component mới khởi tạo. Ở đây chúng ta sẽ request lên Node.js, lên API server http 2.localhost 2.3000 là địa chỉ của API server nè. Nhân gạch viên, nhân viên này chính là bên Node.js, là cái nền chi này đó. Mình đã lấy hết những cái thông tin của nhân viên, mình đổ về đây ha. Rồi chúng ta nhận được cái hồi đáp lưu diễn biến rep và cái body của nó. Chúng ta chuyển thành dạng JSON. Rồi vậy đây, ở đây mình để báo biến data để nhận lấy cái dữ liệu đó, mở móc đóng móc à, biến list nhân viên này đây bằng data, lấy data gắn vô. Nhưng mình ghi về từ cái biến này nó tưởng là của cái hàm này, mình ghi list chép nhân viên, tức là biến này là thuộc tính của class ha. Đây đó, gắn về là hàng này có dữ liệu rồi đó. Hàng này có dữ liệu thì ngoài view nó hiện ra hả, ra nè, quản lý dự án nè, đó, quản lý nhân viên nè, đó, thấy chưa. Bây giờ tôi quản lý cái task này nha. Quản lý task đầu tiên là chủ mở cái component task list đó. Chúng ta import cái comment với lại a task chưa? Hạ tóc đừng để nhiều quá rối. Mấy em mở nhiều file đó, mấy em tự làm rối mình. Nhưng mà mở ra gấp rồi. Vô task list comment. Comment control spacebar nè. Cho nên nó có là đúng rồi ha. Import thêm interface tab vô. Rồi giờ về dưới đây định nghĩa cái biến task list.
mem bị ở đây cái này không sao, rồi chút nữa mình xóa nó bây giờ, mượn nó để mình định dạng view thôi. Tag list kiểu dữ liệu là etab, đó là cái mảng các cái etab ha, mảng mình khai báo đây, mỗi phần tử là một cái tab, có id, có tên tab, có dự án id, nhân viên id, mô tả, startup, priority, đó em copy paste ra vài cái nha. Rồi mượn cái này để chúng ta trình bày chúng ở trong cái file HTML của công rồi. Ở đây nó hiện cái gì thì những cái biến nó phải có ở đây trong cái công là cái file TypeScript mà khai báo những cái biến, những cái hàm ở đây thì ngoài đây sẽ gọi xài được. Giờ đây xóa đầu tiên cũng định nghĩa cái tắt mặt bằng màu lần cao, marking top 0, bedding 1, h5 cho chữ nhỏ nhỏ chút xíu nè, insert tab theo mem hay dùng h, dùng font size cũng được, font size mức độ 5 thì qua đây coi thử nè, nó cũng được ha, hoặc là mình ghi mức độ 3 coi, bự bự lên tí, mức độ 1 là bự nhất ha, cái bự chẳng đó. Mức độ 4 được đó. Mức độ 4 cũng được rồi, chỗ này muốn cao cao lên chút thì mình cho bé đi nó cao lên tí, B2 là bedding 10 đó. Đó, thấy không? Trên dưới cái khoảng 10 là làm cái chúng ta đang làm cái tag list, vậy đó mem vô đây chọn tag list mem mới thấy, còn như chọn quản lý dự án thì đâu có thấy gì đâu, thấy dự án thôi, cái nhân viên thôi, quản lý tag thì chọn danh sách tag mem mới thấy. Rồi phía dưới đây chúng ta tạo ra một cái clip chiếc H4 này, deep deep ng4 less tab op list, tức là từng phần tử của mảng này sẽ được tích bỏ vô biến này ha. Đó, để mình hiện ra hai cái clip con. Clip con thứ nhất có tên tab xuống hàng, tên tab chúng ta để trong tab này chính là này ha, tên tab để bị bò xuống hàng mô tả là cái clip đó, là clip thứ nhất. Clip thứ hai phải có hàng con priority xuống hàng status. Nhân viên rồi ID của xuống hàng của dự án, clip này là của ngoài đây, clip này là của ông này ng4 đó. Qua đây coi thử, chúng ta thấy nè, cái clip có tên dự án, có tên tab với mô tả là cái đầu tiên, cái thứ hai nó có hàng con, hai cái này thì chia đều là con sáo, cái clip con thứ nhất, cái clip con thứ hai chia đều, thằng này con sáo, thằng này con sáo, được chưa? Em có thể thoải mái sửa lại trình bày cho nó đẹp. Em có thể làm thêm một bước nữa là hiển thị tên nhân viên thay vì ID, tên dự án thay vì ID ha, làm thử được không nha.
Rồi, rồi mình định dạng thêm cho đẹp, bổ sung thêm cái có feel cần thiết. Ví dụ ở ngoài cắm em bổ sung thêm những cái feel này. Đó, những cái đó thì có điểm cộng thêm, làm thêm nhé. Đó, quản lý nhân viên này cũng vậy, thêm thông tin vô. Đó, định dạng cho đẹp, chữ hoa này cái rồi vô. Màu sắc này cái rồi vô cho đẹp. Bên đây thêm gì đó thêm thoải mái. Đó. Rồi. Xin một tới đây dừng. Hiện ba cái này thôi. Mình sẽ chạy lên nó giữa mình lấy thông tin để hiện, chạy lên nó sửa lấy thông tin nhân viên để hiện, quản lý tab ha. Còn những chức năng như thêm dự án, thêm nhân viên, sửa nhân viên, giới thiệu, đăng nhập, từ từ mình sẽ tính trong ngày bên hai sao. À, xin mời mấy em làm thử nha, rồi trang chủ nữa, rồi thoải mái bổ sung custom tùy ý sáng tạo, hiện gì thì hiện, có thể là thông tin của mình, sinh viên tên gì đó, hình ảnh gõ ở đây, hình ghế, hình người yêu gì bỏ vô ha, thoải mái.